tế, Ngài nói đức quý phụng của chúng ta là một gương chứng nhân vĩ đại trong đời sống đức tin của một người, không chỉ là sống đức tin mà còn đau khổ vì đức tin của mình. Ngài nhắc lại kinh nghiệm về 13 năm lao tù. Rồi sau đó, Hội nghị chủ tế có cái cơ hội để được biết đức ông ý thuận của chúng ta khi Ngài qua Roma, thì Ngài kể lại rất là những cái câu chuyện giữa hai người với nhau cùng được phong hồng y. Thì có hai điều quan trọng đánh động Ngài. Cái thứ nhất đó là khi mà Ngài gặp được đức ông ý thuận của mình, Ngài được đánh động rất là nhiều, bởi vì là một con người rất là tử tế, rất là hiền lành, và luôn luôn có được một cái sự bình an, có một cái phong thái bình an mà Ngài đã đi qua một cuộc đời đầy đau khổ như vậy. Ngài nói là trong cái tiếng cố mà Đức Hồng Y được phong Hồng Y á, thì cái tên của Đức Hồng Y Thuận mình xếp thứ hai ở trong danh sách của Hồng Y Đoàn, là ngồi kế bên Ngài. Cho nên là hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều, đặc biệt là trong cái lời hứa của các Đức Hồng Y là phải trung thành với giáo hội, trung thành với Đức Giáo Hoàng, cho đến nỗi là phải đổ máu mình ra. Thì Đức Hồng Y chủ tế mới quay qua Đức Hồng Y Thuận nói là cái kinh nghiệm này là Ngài đã sống rồi đó, đúng không? Thì Đức Hồng Y Thuận mới nói là những cái chuyện mà Chúa làm á, nó là một gì đó chúng ta không có nói được, mình chỉ bước đi theo cái nẻo đường của Thiên Chúa thôi. Cái điểm thứ hai mà Ngài nhớ lại về cái kỷ niệm với Đức Hồng Y đó là lúc Đức Hồng Y Thuận của chúng ta đã bị bệnh và nằm ở nhà thương Jim Nelly. Ngài đến Ngài thăm trong cái giai đoạn cuối đời, thì Đức Hồng Y Thuận vẫn nhắc với Ngài về cái công trình mà Đức Hồng Y của chúng ta đang còn tâm huyết, đó là cái bộ học thuyết của giáo hội, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Thuận của chúng ta không có cái cơ hội để hoàn tất cái công trình này, nhưng mà ngay sau cái chết của Ngài thì cái đấng kế vị của Ngài đã xuất bản và là một cái tài liệu quý giá cho chúng ta. Rồi Ngài nói thay vì giảng và nói quá nhiều về Đức Hồng Y Thuận, Ngài mời chúng ta nghe lại ba cái bản văn quan trọng, và đối với Ngài là ba bản văn nó phản ánh được cái tinh thần của Đức Hồng Y Thuận. Cái điểm đầu tiên, Ngài nhắc lại cái biến cố mà Đức Hồng Y Thuận của chúng ta giảng tĩnh tâm cho giáo truyền Roma vào năm 2000. Thì trong đó một trong những cái chọn lựa nền tảng Ngài thấy nơi cái cuộc đời của Đức Hồng Y Thuận đó là cái việc phân biệt rõ ràng giữa một bên là chọn cái công việc của Thiên Chúa hay là chọn chính Thiên Chúa. Đức Hồng Y Thuận trong cái thời gian khởi đầu khi mà Ngài bị bắt, bị biệt giam rồi sống trong những căn phòng tối, đó là một kinh nghiệm vô cùng khó khăn. Mà cái nỗi đau lớn nhất của Đức Hồng Y chúng ta đó, đó là nghĩ tới cái việc cả đàn chim của mình đang đau khổ và mình không phục vụ được cho đàn chim của mình. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm rất là khó khăn, Ngài nhận gặp và đau khổ rất nhiều. Cho đến một đêm thì Ngài nghe trong cái trái tim của mình có một cái lời phân biệt rất là rõ ràng, là tại sao con phải đau khổ, tại sao con phải nhận gặp như vậy. Con đã chọn Chúa chứ không phải chọn cái công việc của Chúa. Những công việc của Chúa thì đều quan trọng, nhưng mà Chúa mới là cái nền tảng, là cái chọn lựa quan trọng nhất. Và cái điều đó đã cho Đức Hồng Y của chúng ta được bình an. Và với cái tư tưởng đó thì Ngài đi qua 13 năm tù ngục với một cái trái tim rất là thanh thản và bình an, bởi vì có Thiên Chúa ở bên cạnh, Thiên Chúa là nền tảng. Cái bản văn thứ hai mà Đức Hồng Y mời chúng ta nghe lại đó là một bản văn được cắt ở trong cái cuốn Những Chứng Nhân của Hy Vọng. Ngài khởi đầu từ cái bài tin mừng là nói về cái sự hòa giải. Nếu anh em sắp sửa dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ ra là mình còn bất hòa với một người anh em đó, thì hãy đi về làm hòa với người anh em rồi sau đó mới dâng lễ vật. Bởi vì điều quan trọng á, nếu chúng ta không có một cái trái tim hòa bình, không có cái sự hiệp thông hiệp nhất, thì lời cầu nguyện của chúng ta không có làm cho Thiên Chúa vui lòng. Qua cái cuộc sống của Đức Hồng Y Thuận, cái mẫu gương của Đức Hồng Y Thuận, một mẫu gương rất là đẹp về một con người đã hòa giải để sống cái sự hiệp thông với những người anh chị em của mình. Điểm thứ ba là một bản văn, không phải là một bản văn, Ngài trích từ một cái cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y Thuận chúng ta với báo Người Quan Sát Roma. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó có một cái chi tiết rất là đẹp gắn liền cuộc đời của Đức Hồng Y Thuận của chúng ta với Đức Mẹ. Ngài bị bắt đi tù vào ngày 15 tháng 8 năm 75, ngày lễ Đức Mẹ Phục Sát lên trời. 13 năm sau, ngày 21 tháng 11 là ngày lễ Đức Mẹ dâng lực trong đền thờ vào năm 88. Là ngày mà Đức Hồng Y Thuận của chúng ta được trả tự do. Thì Đức Hồng Y mới nhớ lại cái kinh nghiệm khi Ngài còn là một linh mục trẻ vào năm 1957. Ngài đi hành hương qua lộ Đức, Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ. Ngài nghe cái lời Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Maria là mẹ không có hứa với con cái niềm vui, nhưng mà chắc chắn sẽ có cả những cái đau khổ và những cái bất hạnh sẽ đến với con. Thì Đức Hồng Y của chúng ta thấy rất là rõ đây là cái lời hứa không chỉ dành riêng cho Thánh Nữ, mà ứng nghiệm ngay chính cuộc đời của mình. Chính Đức Mẹ là người đã gửi mình vào cái sứ vụ đi tù,
vào ngày lễ Đức Mẹ Bột Sáng lên trời. Và sau đó chính Đức Mẹ là người đã giải phóng mình trong cái ngày lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh. Cho nên Đức Hồng Y của chúng ta có một cái lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ và cả cuộc đời và cái sứ mạng của mình đó, xoay quanh cái hình ảnh của Đức Mẹ. Và để kết thúc thì Đức Hồng Y nói là chúng ta có một cái chứng nhân vĩ đại trong cái đời sống đức tin, thì ước gì cái mẫu gương của Đức Hồng Y đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin.